Sen Kỳ Tây xin chào anh chị nhé. Cụ duyên hôm nay Sen Kỳ Tây sẽ hướng dẫn cho anh chị những đường vân tay đẹp ở trên lòng bàn tay của những anh chị có phước đức của ông bà tổ tiên cụ Huyền để lại. Và đầu tiên thì Sen Kỳ Tây sẽ nói đến đó là vân tay đuôi cá nằm ở đường khí đạo, ý nghĩa ra sao như thế nào. Và thứ hai là vân tay quý nhân, và thứ ba là vân tay đuôi cá nằm ở gò kim tinh. Thì hôm nay hữu duyên Sen Kỳ Tây sẽ nói đến ba đường vân tay này, ý nghĩa sẽ ra sao như thế nào. Trong thời gian gần đây thì có một số anh chị mới vào kênh, cho nên là những anh chị muốn tham khảo thêm về những cái đường vân tay như vậy. Cho nên là hữu duyên hôm nay Sen Kỳ Tây sẽ vẽ lên bàn tay để nói đến ý nghĩa từng đường vân tay này sẽ ra sao như thế nào. Trong lúc hướng dẫn thì Sen Kỳ Tây cũng vẽ lên. Và anh chị nhớ nhấn like, đăng ký kênh để ủng hộ cho Sen Kỳ Tây và comment và bình luận phía dưới. Để lại bình luận để Sen Kỳ Tây biết anh chị có vào kênh xem. Và cũng như là dưới bình luận của kênh của Sen Kỳ Tây, Sen Kỳ Tây có để đường link màu xanh để chuyển qua kênh dự phòng của Sen Kỳ Tây. Anh chị vui lòng đăng ký link vào và đăng ký kênh ủng hộ cho Sen Kỳ Tây. Sen Kỳ Tây xin chân thành cảm ơn và chúc anh chị thật nhiều sức khỏe nhé. Và hôm nay thì Sen Kỳ Tây xin mời anh chị cùng lắng nghe về vân tay đuôi cá nằm ở đường trí đạo, ý nghĩa là sao như thế nào. Nếu như trong cuộc sống anh chị nào có vân tay đuôi cá nằm ở đường trí đạo thì cho thấy những anh chị này là người văn võ song toàn và trong cuộc sống luôn luôn gặp khá là nhiều vận may. Nếu anh chị nào sở hữu vân tay này thì coi như đã nắm chặt phú quý và sang giàu trong tay. Và những anh chị này được thần tài luôn luôn chiếu cố, nên những anh chị này từ tiền trung hậu đều ăn nên làm ra, có thể là từ tiền trung hậu sẽ có một vài lần trúng số trong đời. Nếu như những anh chị nào sở hữu vân tay đuôi cá ở đường trí đạo ở đây thì cho thấy những anh chị này học hành thi cử rất là giỏi nha, văn võ song toàn, ăn nên làm ra mà được ước thấy. Đi đến đâu cũng đều được quý nhân chào đón và đa số những anh chị này là người của công chúng, có thể là làm nhà lãnh đạo, bác học, y học hay là bác sĩ, y dược sĩ v.v. Trong cuộc sống thì những anh chị này luôn luôn được âm phò dương trợ, nên những anh chị này cứ rủng rỉnh, tiền đầy túi, tình đầy tim. Nên trong cuộc sống, trên vấn đề hôn nhân, hạnh phúc gia đình thì rất là bền vững. Và hai vợ chồng sống với nhau cũng khá là hạnh phúc, từ tiền cho đến trung cho đến hậu. Khi lớn lên thì cũng được là công danh, việc làm rất là ổn định, công danh sự nghiệp, tiền tài thì cho thấy rất là tốt đẹp. Không phải lo về vấn đề là cơm áo hay gạo tiền. Và trong cuộc sống của những anh chị có vân tay đuôi cá ở đường trí đạo thì sẽ gặp khá là nhiều niềm vui và trong cuộc sống sẽ thành công nhiều hơn là lo lắng hay ưu phiền. Về hậu vận sau này thì vẻ vang, có được địa vị cao sang, được cả làng tôn kính. Cũng được nói rằng những anh chị này có địa vị thì ở đây còn được gọi là địa vị hai đời hoặc là ba đời vân vân, tùy theo phước đức của những anh chị này. Đôi khi những anh chị này ăn ở có đất thì địa vị này sẽ lưu truyền về con cháu sau này từng đời từng kiếp về sau. Những anh chị này thì tương lai và hậu vận sau này sẽ nắm chặt phú quý và sang giàu trong tay. Từ tiền cho đến trung cho đến hậu, hậu vận sau này thì công danh sự nghiệp, tiền tài thì vô ưu vô lo, tiền tài ba đời xài không hết. Và ở đây thì những anh chị này sẽ gặp được chồng hoặc là vợ cũng sống khá là chung thủy, chứ không có phức tạp giống như những gia đình khác v.v. Cho nên là những anh chị có vân tay đuôi cá nằm ở đường trí đạo thì được gọi là tài đức lộc, ba mặt rất là song toàn, phước lộc thọ thì đầy nhà. Nói chung lại là những anh chị này từ tiền trung hậu đều ăn nên làm ra. Và trong cuộc sống sau này thì nhà cao cửa rộng, đất cát cỏ bay thẳng cánh nha. Và rồi là Sen Kỳ Tây đã hướng dẫn cho anh chị đó là vân tay đuôi cá nằm ở đường trí đạo ý nghĩa ra sao như thế nào. Nhưng có một điểm ở đây nữa ha. Nếu mà những anh chị nào có vân tay đuôi cá nằm ở đường trí đạo nhưng có những chỉ khắc xe ngang, cách ngang vào thì cho thấy những anh chị này sẽ không được như ý nguyện như Sen Kỳ Tây vừa nêu trên. Và một lần nữa thì Sen Kỳ Tây cũng xin chúc mừng những anh chị có vân tay đuôi cá nằm ở đường trí đạo nhé. Và tiếp theo hôm nay thì Sen Kỳ Tây sẽ vẽ lên vân tay quý nhân ý nghĩa ra sao như thế nào. Và anh chị nhớ nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Sen Kỳ Tây. Và phía dưới bình luận thì có đường link dẫn sang kênh khác. Anh chị nhấn vào đó để xem thêm hướng dẫn về những đường vân tay đẹp nhé. Nếu như những anh chị nào có vân tay quý nhân nằm ghế đường sinh mệnh thì cho thấy những anh chị này xác định rằng những anh chị này có tuổi thọ khá là cao. Tuổi thọ của những anh chị này có thể là trên 90. Và những anh chị này luôn luôn được âm phò dương trợ và quý nhân bảo vệ.
nên những anh chị này trên đường đời ít gặp nguy nan, và mỗi lần gặp nguy nan đều được hóa nguy thành an. Và đặc trưng của những anh chị này là luôn luôn được trời ban phước lộc thọ, nên cuộc sống sau này sẽ gặp khá là nhiều may mắn, ăn nên làm ra mới được ước thấy. Cuộc sống có khó khăn trắc trở cũng không có đáng kể, và những anh chị này sẽ vượt qua rất là nhẹ nhàng. Và khi những anh chị này làm ăn việc gì cũng đều luôn luôn có quý nhân giúp đỡ, âm thò dưỡng trợ, nên trên đường đời của những anh chị này thì làm ăn sẽ gặp nhiều may mắn, thuận lợi, thành công đủ đường. Và những anh chị này tiền trung hậu, cũng làm ăn là một vốn thu về tận bốn lời, hoặc cũng có khi là những anh chị này ngồi mát nhưng hưởng bát vàng, làm chơi nhưng cũng sơi thật. Đó là những anh chị có vân tay quý nhân. Và những anh chị này thì đa số sống trong nhung lụa ngọc ngà và kiêu sa. Và đa số những anh chị này thì gia đình có điều kiện lo cho anh chị này ăn học đến nơi đến chốn. Cũng như những anh chị này thì rất là phần nhiều không có suy nghĩ lung tung, hay là suy nghĩ quẩn, hay là những anh chị này đi đến bước đường cùng, hay là nghĩ quẩn vân vân nha. Và những anh chị này thì ra đời làm ăn không bao giờ thua xuất bạn bè, được bạn bè giúp đỡ nâng đỡ hết mình. Và những anh chị nào có đường vân tay quý nhân nằm ở kế đường sinh mệnh như xem chị Tây vừa nói đây á, thì cho thấy trong cuộc sống từ tiền trung hậu, ăn nên làm ra mà được ước thấy, hậu vận thì rất tốt. Và những anh chị này thì rất là thông minh, là thiên tài bẩm sinh, thông minh lanh lẹ, đa số là hết 70% là như vậy, còn 30% thì không được như ý nguyện. Đó là những anh chị này còn thiếu phước, hoặc là phước đức của ông bà tổ tiên của Huyền để lại không được nhiều, hoặc là những cái vân tay này có những đường chỉ tay khác xen tập vào và cắt ngang, thì cho thấy trên con đường làm ăn của những anh chị này sẽ gặp khá là nhiều phức tạp ha. Đó là mặt trái của vân tay quý nhân anh chị nha. Còn hậu vận sau này thì những anh chị này con đàn cháu đóng, ăn nên làm ra, ngồi mát hưởng bát vàng, con cái có hiếu có thảo có đạo có tâm. Nam thì gặp vợ là trăm anh đại cát, và nữ thì gặp chồng có địa vị khôi ngô tuấn tú. Hậu vận sau này không lo ăn không lo mặc, tiền tài ba đời xài không hết, vô ưu vô lo. Và rồi là Sam Chia Tay đã hướng dẫn cho anh chị, đó là vân tay quý nhân trên bàn tay cả nam lẫn nữ ha. Và trong khi hướng dẫn thì Sam Chia Tay cũng đã vẽ lên. Và cũng như nếu anh chị nào có cả hai bàn tay đều có vân tay quý nhân này, thì trong cuộc đời của những anh chị này sinh ra trong một gia đình có điều kiện, và những anh chị này có địa vị từ rất là sớm, tiền vận đã có địa vị, trung vận thì địa vị càng lớn hơn, và hậu vận sau này thì con cái đồ cũng tốt đẹp, cũng có địa vị theo mình, và cũng nhờ phước đức của mình nên con cái đồ cũng được hạnh thông, thành công tốt đẹp về hậu vận sau này. Và tiếp theo hôm nay hữu duyên thì Sam Chia Tay sẽ hướng dẫn cho anh chị, đó là vân tay đuôi cá nằm ở gò kim tinh, ý nghĩa ra sao như thế nào. Và trong lúc hướng dẫn thì Sam Chia Tay cũng vẽ lên. Những anh chị nào trong cuộc sống xuất hiện vân tay đuôi cá nằm ở trên gò kim tinh thì cho thấy những anh chị này sẽ gặp khá là nhiều may mắn trong công việc, từ trong cuộc sống đến làm ăn. Và cũng như là những anh chị này luôn luôn được mọi người nâng đỡ, trợ giúp, cho nên là những anh chị này sẽ gặp khá là nhiều may mắn, thuận lợi, thành công trong cuộc sống. Tuy nhiên nếu những vân tay đuôi cá này có đường chỉ khác xen ngang hay là cắt ngang vào thì cho thấy sự xuất hiện của vân tay đuôi cá này thì không còn ý nghĩa gì nữa hết anh chị nha. Và những anh chị nào mà có vân tay đuôi cá xuất hiện bất cứ là gò nào rõ đẹp thì cho thấy những anh chị này trong cuộc sống sẽ gặp khá là nhiều bình an. Và trong cuộc sống thì cũng cho thấy những anh chị này sẽ gặp may mắn và đôi khi thì làm chơi nhưng sơi thật. Và những vân tay đuôi cá này bất cứ gò nào xuất hiện thì cũng báo hiệu cho gia chủ sẽ làm ăn gặp nhiều may mắn, thuận lợi, thành công. Và trong cuộc sống thì những anh chị có vân tay đuôi cá đều có cuộc sống là phú quý và sang giàu về hậu vận sau này. Dù lúc tiền vận gặp trắc trở khó khăn nhưng mà hậu vận sau này thì rất tốt trong danh sự nghiệp, tiền tài. Thì những anh chị này có bước đột phá, thăng tiến, được tăng lương lên chức và làm ăn sẽ gặp quý nhân nâng đỡ giúp đỡ. Cho nên những anh chị này ăn nên làm ra mà được ước thấy về hậu vận sau này. Những anh chị nào có vân tay đuôi cá trên gò kim tinh hay bất cứ gò nào đi chăng nữa thì sau này cũng có cuộc sống an nhàn, thảnh thơi, vui chơi và hạnh phúc nha. Và rồi là Sam Chia Tay đã hướng dẫn cho anh chị, đó là ba đường vân tay ý nghĩa ra sao như thế nào. Và hôm nay Sam Chia Tay xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong những video tiếp theo nha.